Thưa quý khán giả, Tết đến xuân về, các loại trái cây để bài mâm ngũ quả hay mang biếu tặng là không thể thiếu. Giờ trái cây tạo hình, khắc chữ như dừa thư pháp, bưởi, dưa hấu khắc chữ luôn là mặt hàng thu hút khách. Không chỉ độc lạ, đẹp mắt mà những loại trái cây này còn mang đến nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc, gói ghém những mong ước của gia chủ trong năm mới. Gần 10 năm nay, trái cây tạo hình được xem là sản phẩm biếu tặng ngày Tết khá hút hàng ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, nhà vườn Hậu Giang cung ứng ra thị trường khoảng 200 trái đào tiên hồ lô với giá bán từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng một trái. Ngoài ra, còn có các sản phẩm khác như xoài in chữ thư pháp tài lộc. Tại tỉnh Hưng Yên, tắc hồ lô là một sản phẩm khác lạ được sáng tạo bởi bà Đỗ Thị Mai, ngụ xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Vì có hình lạ mắt, ngay lập tức, loại quả này đã nhận được sự chú ý của người tiêu dùng. Không ít người đã tìm đến tận nơi để chụp ảnh, ngắm nhìn và hỏi mua những cây tắc độc đáo này. Những chậu tắc nhỏ xinh có loại chậu chỉ bằng bàn tay, thân cây cao khoảng 30cm, lúc liễu những quả vàng, xanh, hình hồ lô, được bán với giá khoảng 120.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi chậu. Loại to hơn, được trồng trong bình thì có cây lên tới 500.000 đồng. Bưởi đỏ đồng cao hay còn gọi là bưởi đỏ tiếng vua đang thu hút khách hàng trên thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, nhà vườn ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã tung ra thị trường những trái bưởi tạo hình tài lộc bắt mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Được biết, bưởi đỏ Đông Cao được ép khuôn tạo hình hai chữ tài lộc từ lúc quả còn non. Bên cạnh bưởi đỏ thỏi vàng, nhà vườn còn tạo hình bưởi đỏ hồ lô để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Với hình dáng đặc biệt, quả Phật thủ theo quan niệm dân gian mang ý nghĩa may mắn tài lộc. Vì vậy, Phật thủ được nhiều người tiêu dùng chọn mua để bày lên bàn thờ gia tiên vào ngày Tết. Tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nhiều hộ nông dân có diện tích trồng Phật thủ. Một quả Phật thủ đẹp phải đáp ứng đủ tiêu chí, quả to, tròn trái, các ngón phải thật đều. Riêng người Hà Nội thích quả Phật thủ tai thật dài. Giá bán mỗi quả Phật thủ tại vườn được chia theo từng loại. Đối với những loại dừa tiền được đóng gói bán theo ký với mức giá 30.000 đồng một ký. Những quả đẹp được bán theo quả với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một quả. Riêng những quả loại 1, dừa to, đẹp, dừa nhiều tay được bán với giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng một quả. Dù không gây sốt trên thị trường Tết Nguyên Đán năm nay, nhưng khóm Phụng cũng từng được lòng nhiều người chọn mua trái cây chưng lên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết. Thông thường, người dân sẽ chọn chưng trái khóm có một số cây con đi kèm, tượng trưng cho sự sung túc. Khóm Phụng có bề ngoài bắt mắt, trên đầu trái là một hoa màu đỏ gần giống hoa màu gà, hình dáng lạ giống chim Phụng đang xòe cánh và có ý nghĩa tốt đẹp trong ngày Tết cổ truyền. Theo quan niệm của người Việt, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, khóm phụng còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, vượt khó vươn lên.